bit of had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say. Xin chào độc giả của Soha. Thời gian qua thì Trinh vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí và song song đó thì Trinh cũng thực hiện được ước mơ của mình cũng ấp ủ được 2 năm nay rồi, đó là mở một cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp như thế này. Mọi người vẫn thường quan điểm rằng đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Trinh đồng tình với cái quan điểm này và Trinh thấy là nhu cầu làm đẹp là một nhu cầu rất cần thiết đối với phụ nữ hiện nay. Và Trinh cũng mong muốn rằng Trinh cùng các nhân viên sẽ thực hiện được những cái ước muốn đó của chị em phụ nữ. Like ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. I've had enough, cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say. Xin chào độc giả của Soha. Thời gian qua thì Trinh vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí và song song đó thì Trinh cũng thực hiện được ước mơ cầu làm đẹp là một nhu cầu rất cần thiết đối với phụ nữ hiện nay. Và Trinh cũng mong muốn rằng Trinh cùng các nhân viên sẽ thực hiện được những cái ước muốn đó của chị em phụ nữ. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Mọi người vẫn thường quan điểm rằng đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Trinh đồng tình với cái quan điểm này và Trinh thấy là